Hồng Vân xin kính chào quý khán thính giả của Kỳ Phát Báo Trẻ. Hôm nay Hồng Vân được gặp chị Bạch Yến. Hôm nay là ngày 19 tháng 9. Hồng Vân vẫn còn ở Paris vài ngày nữa và hôm nay là hẹn với chị Bạch Yến. Chúng tôi đi ăn trưa ở Paris quận 3 hả chị? Là chung với lại anh nhạc sĩ Đào Tuấn Ngọc. Là một nhạc sĩ về violoncello phải không? Cũng là hậu cầm và bà vợ là nữ ca sĩ Ngọc Ánh. Thì bây giờ là đang trên đường chị Bạch Yến đưa Hồng Vân tới thăm cái chỗ mộ của anh Trần Quang Hải. Thành ra là trên đường đi sắp tới từ Khởi Tây đến cái chỗ đó. Chỗ đó tên là gì ha chị ha? Ở đó nó tên là Crematorium. Crematorium de Intercommunal. Intercommunal. Cimetière Intercommunal de Valenton. De Valenton. Yeah. Nếu mà quý vị mà muốn qua Paris mà muốn tìm đến thăm anh Hải thì đó là Cimetière Intercommunal. Intercommunal de Valenton. Yeah. Và hồi nãy chị đang kể hồi thời niên thiếu của chị, quý vị cũng biết và Hồng Vân không cần giới thiệu, chị Bạch Yến là người duy nhất và là đầu tiên ở Việt Nam mà đi mô tô bay, là một cái trò chơi rất là nguy hiểm, không phải ai cũng đi được mô tô bay đâu, tại vì phải có cái technique, tức là cái tập luyện cho kỹ để mà nghe tiếng máy mô tô, rồi làm sao mà mình lấy đà từ ở dưới mình lên vèo một cái lên trên, rồi làm sao ở trên mà mình đi xuống dưới. Mà nó là như một cái phễu hả chị ha, trong đó như một cái thùng, một cái tonneau, tức là một cái thùng. Mà mình nó có những cái bậc thang nhỏ nhỏ, cái mình để cái bánh xe mô tô trong đó phải không chị? Mình giọt lên trong đó, không có bậc thang, nó là spiral, tức là nó là xoắn. Không, nó là cái là... nó tròn như vậy thôi. Dạ. Mình kêu nó như là cái bồ đựng lúa đó mà. Nó như cái bồ đựng lúa. Sau đây, Hồng Vân mời quý vị xem một video ngắn chị Bạch Yến lái mô tô bay. Video do chính chị cung cấp cho chúng tôi. Đằng kia có accident, dạ, đang có, thành ra người ta phải trên tới đường Paris, đang có, đang có cũng mới bị đó, thành dạ, ra đang có anh đó không chịu nghe cho mình đi. Đúng rồi, tại vì bây giờ là cái đường bị hai chiều lại đụng nhau nè, trời ơi, phải có người ghe đi thì mình mới tiếp tục đi được. Ui, yeah, accident ici, đang có. Quý vị thấy là đường Paris rất là kẹt. Cái này là ngoại ô Paris. Ngoại ô Paris. Dạ, ngoại ô Paris. Ở đây là Khởi Tây phải không chị? Không, bây giờ bắt đầu đi vô Valenton rồi. Bây giờ vào Valenton rồi. Chị cho biết là tại sao mà từ cái hồi nhỏ mà chị được ông cậu là luyện cho chị để đi mô tô bay. Đi mô tô bay quý vị cũng biết rồi là rất là nguy hiểm, rất là khó. Tại vì mình phải làm sao mà mình
biết được cái mô tô, cái tiếng động cơ của mô tô như thế nào, đi cái gọi là cái vitesse, là cái tốc độ, tốc độ mà từ ở dưới giọt lên trên, và cái thùng tono đó nó cứ tròn lên như thế này, nó tròn lên, nó xoáy tròn lên. Mình tạm kêu nó bằng cái bồ, giống như cái bồ đựng lúa, giống giống bồ đựng lúa Nam. Rồi làm sao mà từ trên nguy hiểm là lên trên đi xuống mà trong mấy bao nhiêu giây đó hả chị ha, rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ mình nói đến về vấn đề mà về văn nghệ đi, âm nhạc văn nghệ đi, thì làm sao mà từ một cô bé đi mô tô bay nhỏ xíu mà chị lại bước vào cái show của Ed Sullivan. Ed Sullivan show thời đó rất là nổi tiếng, thập niên hình như là cuối 70, tức là 1965. 65 là ông đã có từ trước đó rồi. Dạ đúng rồi, ông rồi xong rồi năm 65 mà chị qua Mỹ, thì hình như là chị đi Pháp về thì có người nghe tiếng của chị thì nói với ông Ed Sullivan, ông tìm cho chị bằng, tìm chị ở Việt Nam cho bằng được. Và chị nhất định, chị nói không đi đó, không phải đi, không đi. Giờ làm sao vì, chị phải ra điều kiện hả? Tại vì thế này, lúc đó đó cái vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Mỹ còn sôi nổi, chưa có dứt hẳn. Thì và mình đi hát bên Pháp mình vui vẻ, mình không có bị những cái vấn đề gọi là kỳ thị đó. Thành ra khi mà nghe nói đi qua Mỹ một cái, không đi. Tại sao? Tại vì mấy ông xứ của mấy ông là kỳ thị ghê gớm lắm, tôi không có đi đâu. Nhưng mà họ cứ tiếp tục, họ tới họ mời hoài à. Đó, thì mình thấy tôi bây giờ muốn mà từ chối hẳn đó, thì mình có cách mình nói để cho họ đừng có mời nữa. Thì bây giờ là mời mẹ tôi đi thì tôi mới đi. Sự ở bên Pháp hay bên Mỹ, người ta mời người nghệ sĩ nào thì người nghệ sĩ đó đi thôi, chứ ai mà mời cha mời mẹ mời anh em gì không. Mà là họ gửi liền cho hai vé, gửi ông Ed Sullivan gửi cho hai vé liền. Mà hai người tới mời đó là hai người sĩ quan Marines đó, đang ở Việt Nam thì nghe mình hát ông thích quá, mình nói không được, phải giới thiệu người Việt cho Mỹ biết. Tại thời đó là chiến tranh ở Việt Nam đang sôi nổi. Đó thì họ muốn giới thiệu hình ảnh người Việt đó, như thế này nè, giống như mình nè. Chứ không phải là người đi mặc khố rồi cái trên rừng á. Tại người Mỹ bên bên xứ Mỹ tưởng đó là người Việt, là mấy người đồng bào thượng đó. Thì mà nhất là mình đem họ đem qua là một người hát nữa. Đó, cái đó là thật ra từ 65 là chị với cộng tác với Ed Sullivan show là mấy năm? Không, chỉ có một emission là một một emission hai tuần lễ. Chị đã đi có hai tuần là về rồi. Nhưng mà sau đó lại có nhiều cái buổi truyền hình khác mình lớn đó. Ở bển muốn chị lên hát. Nhưng mà mỗi một truyền hình mình lớn nói là gọi là cho toàn quốc network thì phải 6 tháng mới lên lần. Không được lên tuần này ra tuần sau đi nó không đúng được. Rồi, 6 tháng sau phải ăn tour the whole đó, là... chứ họ không có để cho mình lên liên tục như vậy được. Mà hồi đó là ở tiểu bang nào chị? Lúc đó thì ở ngay New York City. Ngay New York City. Thì chị ở lại New York City 2 tuần lễ thì để làm Ed Sullivan show. Sau đó đó thì có Bob Hope muốn chị lên, thì cứ luân phiên nhau hết một cái buổi truyền hình này tới buổi khác. Đây là những hình ảnh do nữ danh ca Bạch Yến cung cấp trong Ed Sullivan Show tại Hoa Kỳ. Cimetière de la Fontaine Saint-Martin. Đây là Cimetière de la Fontaine Saint-Martin. Và là đây là cổng chính. Chắc mình phải nói tên người ta mới cho mình vào hả chị? Không cần, người ta thấy mình người ta thấy cho vô. Ta cho vô. Mình tới đây trước 6 giờ chiều là được. À vậy hả? Họ biết mình mà, đó thấy không? Ui. Mở cổng mình vô. Mình đi vào Cimetière. Mà tại cái nghĩa trang này cũng có mộ của chú ba Trần Văn Trạch. Là ông Quái Kiệt Trần Văn Trạch. Ông Quái Kiệt Trần Văn Trạch là em ruột của giáo sư Trần Văn Khê.
tức là chú ruột của nhạc sĩ giáo sư Trần Quang Hải. Đây có những cái cimetière nè, đây có những cái mộ nè. Rồi Valentong là ngoại ô của Paris, phải không chị? Về phía nào? Phía east, tức là đông, phía đông, phía đông là đông east, nam, đông nam, đông nam, tức là Sud-Est, phải không? Tức là đông nam. Đó, anh Hải thì nằm phía khu bên này. Chú ba nằm bên kia kìa. Bây giờ mình tắt. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đã vào tận nơi của chỗ cimetière, tức là cái nơi yên nghỉ của anh nhạc sĩ giáo sư Trần Quang Hải. Là quý vị thấy đây là chị Bạch Yến, cái xe Volkswagen nhỏ nhỏ xinh xinh của chị đưa Hồng Vân đến đây. Bây giờ chị Bạch Yến ơi, bây giờ chị dẫn em tới chỗ mộ của anh Hải đi chị. Nơi này rộng quá, coi cây thôi. Vậy là gần lắm, ngày gần nào chị lắm, cũng đi thăm anh. Chị đi thăm ảnh dễ lắm. Dễ thương. Giờ bây giờ chúng ta đến bên này. Bên này là cái nơi người ta để những hũ tro. Có những người mà không có chôn đó. Thì để hũ ở đây. Thì mình cũng để cho anh Hải có một cái quà tí thăm sau. Tí nữa mình qua thăm sau. Bây giờ mình đi đến chỗ. Ở chỗ này có thắp hương được không chị? Được, nhưng mà được. Bữa nay mình đâu có bữa nay mình trước. Đâu có tính trước, không đem theo không sao. Không có mang theo nhang đèn. Nhưng mà la pensée hier, tức là mình có cái nếu mà quý vị muốn đến thăm anh Hải thì cimetière intercommunal de Valentong, thì hồi nãy đó Hồng Vân có quay cái bảng tên và mình đi vào đây. Hải nơi yên nghỉ cuối cùng của anh. Nhưng mà tại vì phải chờ họ làm theo đúng ngày tháng đó, tức là cả năm trời đó. Nhiều người còn chờ chưa có gắn bia được đàng hoàng. Tại vì có người ta đặt nhiều quá đó. Lại dĩ nhiên thành ra họ không kịp để mà phải khắc với chạm tên chạm chỗ đó thì mới là gắn vô được. Dạ vâng vâng. Những cái bia như vậy đó là mỗi người có tên, có số đàng hoàng. Và có hình nữa ha chị ha. Có hình nữa chứ. Có cái chậu bông nho nhỏ bên cạnh nữa. Ra tạm đi như vậy đó. Thấy không? Cái khu này nè. Thấy không? Đầy hết. Nhưng mà trông rất là thoáng, giống như là mình vô một công viên chứ không phải là đúng rồi nghĩa trang. Đó, bây giờ để chị lại chị đọc kinh tráng. Rồi mình đi qua bên kia thăm chú ba Trần Nhân Trạch nhé. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, từ bên cái cốt cho của anh Trần Quang Hải, chúng tôi đi bộ cũng là section B2, tức là gần ngay sát đó là mộ của Quái Kiệt Trần Văn Trạch, là người mà nổi tiếng với cái bài gọi là Sổ số kinh thiết quốc gia. Đó, Quái Kiệt Trần Văn Trạch rất là có duyên, hài rất là có duyên. Bây giờ chị, mời chị Bạch Yến nói dùng chú ba là mộ. Chú ba là mất từ 1994. Dạ vâng. Ông Trần Văn Trạch là sinh năm 1924. Chú ba là em của giáo sư Trần Em của giáo sư Trần Văn Khê. Chú là người hề duy nhất trên thế giới tự đặt ra những bản nhạc của ông ấy hát cho khán giả nghe đó. Những bài diễu được kia đó là toàn do nên ông tự đặt ra hết đó. Ông sáng tác hết. Quái Kiệt Trần Văn Trạch là có được mộ đó. Còn anh Trần Quang Hải là là cháu ruột, nhưng mà anh cái wish của anh là muốn là được thiêu đó, phải không? Thành ra là anh thích được hỏa táng hơn. Tại vì để mộ thì không ai tới thăm buồn lắm. Sau khi thăm mộ giáo sư nhạc sĩ Trần Quang Hải và mộ của Quái Kiệt Trần Văn Trạch, thì chị Bạch Yến mời Hồng Vân đi vào trung tâm thương mại Cây Tây Soleil, trong đó có tiệm kem nổi tiếng.
tại vì nó làm kem giống như cái hoa hoa hồng vậy đó, là mình đang chọn sorbet. Mình đang chọn sorbet là kem mà làm bằng nước đó. Nó không có bị béo quá. Chị Bạch Yến là đang chọn 7 cái flavor của chị. Comment? C'est pas du sorbet ça. Oh, ça c'est glace, ok. Ça c'est sorbet au chocolat. Voilà. Vous ajoutez encore une fois la rouge là, framboise, framboise. Okay. Juste pour avoir la couleur. Si tu rajoutes ça, je suis pour prendre le Merci. Bon. Vanessa Hồng Vân Show xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào một video kỳ tới.